Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể tách một cái phông nền ra khỏi video. Thì cái video phông nền xanh hay là một cái phông nền bất kỳ thì chúng ta đều có thể tách ra được. Và cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn trên cái phần mềm là Filmora 9. Thì bạn nào chưa có phần mềm Filmora 9 thì các bạn có thể lên cái website cá nhân của tôi là xuannhat.net, đúng không ạ? Và các bạn click vào phần tài nguyên và các bạn kéo xuống cái phần đó là công cụ làm video và thiết kế hình ảnh đây. Ở đây có cái phần Filmora 9 thì các bạn click vào. Thì tôi đã có một cái bài viết hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm chỉnh sửa video Filmora 9 ở đây. Thì các bạn có thể tải phần mềm này về và xem cái video dưới đây để cài đặt, đúng không ạ? Và các bạn có thể xem video này để cài đặt. Và tôi sẽ tiến hành khởi động phần mềm Filmora 9 lên, đúng không ạ? Và tôi lựa chọn kích thước khung hình là 16:9 và tôi click vào New Project, đúng không ạ? Và các bạn có thể sử dụng rất là nhiều cái video phông nền xanh có sẵn ở trên YouTube, đúng không ạ? Đây, các bạn có thể tải ở trên YouTube này về, nó có rất là nhiều cái kỹ xảo cũng như là hiệu ứng, đúng không ạ? Các bạn có thể search là video phông nền xanh. Phông nền xanh ở đây có thể là xanh da trời hoặc là xanh lá cây, và đa phần người ta sẽ sử dụng cái phông nền là xanh lá cây nhiều hơn, đúng không ạ? Và ngoài phông nền xanh lá cây ra thì có thể là phông nền đen hay là bất kỳ một phông nền nào, miễn sao là nó có cái màu đậm nhất như thế này thì chúng ta đều có thể sử dụng được, đúng không ạ? Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái phông nền xanh và các bạn quay, chính các bạn quay đó, thì chúng ta đều có thể sử dụng được hết. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ tiến hành thêm một cái media, một cái file. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thêm một cái file video phông nền xanh vào, đúng không ạ? Ở đây thì tôi đã chuẩn bị hai cái video này rồi. Đó, một cái video tôi tải ở trên YouTube và một cái video là tôi tự quay, đúng không ạ? Một cái video này tôi tự quay. Thì đây, tôi sẽ thực hành cho các bạn trên cái video tôi được quay trước, đúng không ạ? Đây, video này thì tôi sẽ tiến hành crop, đúng không ạ? Crop. Rồi, tôi lựa chọn là custom để crop tự do. Rồi, tôi đánh OK. Nó đâu ạ? Và tiếp theo thì chúng ta click vào đây và chúng ta có thể điều chỉnh cái phần này. Nó thì nó sẽ tách cho chúng ta, các bạn thấy không? Rồi, chúng ta có thể crop lại cái phần ở bên này, đúng không ạ? Nên OK. Như vậy là chúng ta đã tách thành công. Ở đây thì chúng ta phải cắt đi cái phần này. Bằng cách là nhấn Ctrl B, đúng không ạ? Rồi, chúng ta bỏ phần này đi. Chúng ta có thể căn chỉnh cái màu sắc ở đây nhé, căn chỉnh cái màu sắc ở đây, nhấn OK này, rồi quay trở lại nhé. Đây, các bạn có thể căn chỉnh vì cái đường biên mà nó chưa OK lắm thì chúng ta có thể điều chỉnh những cái thanh ở đây để cho nó vừa mắt chúng ta. Nó khá là OK rồi. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể tách một cái video phông nền xanh mà chúng ta tự quay, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ click vào cái phần này green screen, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiến hành tùy vào màu sắc, ví dụ ở đây phông xanh thì nó mặc định là màu này, đúng không ạ? Còn nếu như màu khác thì các bạn sẽ lựa chọn cái bút này và các bạn click vào đây thôi,
là được. Đó, các bạn click vào cái bút này và các bạn click vào cái màu phông mà các bạn muốn tách ấy, các bạn click vào đó thì lập tức phần mềm nó sẽ tự tách cho chúng ta và chúng ta nhấn OK. Rồi, tôi sẽ demo trên một cái video khác, đúng không ạ? Với cái video này thì cái phông này là phông này màu đen, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ nhấn Ctrl B. Rồi, sẽ cắt cái video này ra, đúng không ạ? Ctrl B, bỏ này đi. Rồi để tách cái phông này này ra khỏi cái video này thì bây giờ tôi sẽ tiến hành thêm một cái hình background, đúng không ạ? Để cho các bạn thấy rõ hơn. Đây, tôi lựa chọn này đi. Một cái hình background thì các bạn có thể thấy rõ được. Rồi, ok. Với cái background này và với cái video phông nền này, phông nền đen thì chúng ta cũng tách tương tự, đúng không ạ? Tách tương tự như cái video trước mà tôi hướng dẫn bạn. Đây, các bạn click vào cái video phông nền đen này, rồi các bạn click vào cái phần green skin, đúng không ạ? Và các bạn sử dụng cái bút này, các bạn tách ra review lại, đúng không ạ? Thì các bạn có thể điều chỉnh cho nó mờ đi, đúng không ạ? Điều chỉnh cái thanh ở đây nó cho nó mờ đi một chút thì nó sẽ trông tự nhiên hơn. Ngoài ra chúng ta có thể điều chỉnh màu sắc. Đó, điều chỉnh màu sắc trên thành color này. Nó rất là nhiều cái chức năng ở đây để chúng ta có thể điều chỉnh. Với cái video phông nền xanh này thì chúng ta cũng làm tương tự thôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhấn Ctrl B, cắt bớt đi. Rồi, quay trở lại. Rồi, tôi sẽ thả cái hình background xuống. Ở đây nó đã tự tách cho chúng ta rồi, đúng không ạ? Đây, thông thường nó sẽ như thế này. Và chúng ta phải click vào cái phần cái bút này và chúng ta sẽ click vào cái phông nền mà chúng ta muốn tách. Đó, thì nó sẽ tách cho chúng ta. Cái phông nền xanh thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Nó sẽ nhìn nó tự nhiên hơn rất là nhiều so với phông nền đen. Thì cái cách tốt nhất là chúng ta tải cái video phông nền xanh, đúng không ạ? Xanh lá cây về và chúng ta sử dụng thì nó sẽ đẹp hơn, nó tự nhiên hơn. Đó, các bạn có thể thấy. Và ngoài ra chúng ta có thể điều chỉnh những cái thanh ở trên đây, đúng không ạ? Cái thanh màu sắc ở đây đó. Khi nào vừa mắt chúng ta thì thôi, hoặc là màu sắc. Rồi, ok. Nhấn ok, review lại. Nó chưa tự nhiên lắm thì chúng ta điều chỉnh lại thôi. Nó vô cùng đơn giản, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tách bất kỳ một cái phông nền nào miễn sao là nó đồng nhất như thế này. Đó, miễn sao nó đồng nhất như thế này. Và nếu là cái video phông nền xanh chúng ta tự quay thì chúng ta cần phải có đầy đủ ánh sáng và cái phần phông nền xanh này nó phải đều màu, đúng không ạ? Nó phải xanh như thế này, đều màu thì chúng ta tách nó mới hiệu quả được. Và nếu như phông tối hoặc là vùng sáng quá thì nó sẽ không hiệu quả và nó không đẹp, nó không tự nhiên. Đó. Thì
Thì đấy là cái chú ý để các bạn khi quay thì các bạn cần phải đánh ánh sáng cho nó đủ để nó đều màu và cái ánh sáng nó vừa đủ, được không ạ? Rồi, ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể tách một cái phông nền ra khỏi video. Thì video bất kể là phông nền xanh hay là phông nền đen hay là bất kỳ cái phông nền nào thì chúng ta đều có thể tách được hết thông qua cái phần mềm, đó là phần mềm Filmora 9 và cái công cụ đó là Green Skin, đúng không ạ? Và tôi nhắc lại, nếu như là một cái màu khác, đúng không ạ, thì các bạn sẽ sử dụng cái cây bút này để các bạn lựa chọn cái phông nền muốn tách đó, và các bạn có thể điều chỉnh những cái thanh ở đây khi mà chúng ta thấy vừa mắt đẹp thì thôi đó, chúng ta có thể điều chỉnh ở đây và chúng ta có thể điều chỉnh thêm một chút màu sắc ở đây nữa đó. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy giúp tôi nhấn like và chia sẻ video này cho nhiều người được biết hơn. Và ngoài ra các bạn hãy giúp tôi đăng ký kênh và nhấn nút chuông để có thể nhận những cái video mới nhất từ tôi. Chúc bạn thành công.